Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ sẽ được liên tục đến bài Hoài Cổ. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ. Vậy xin trân trọng kính mời chư quý vị đồng lắng tâm theo dõi phẩm kinh này. Nam mô A Di Đà Phật. Bình tâm cất bút tỏ lời, xét xem hai chữ dẫn thời còn xa. Liếc nhìn thế giới càng qua ngàn muôn binh tướng, xua ra chiến trường, dốc lòng tranh bá đồ vương, đeo câu danh lợi lấp đường gieo điệu tàn khóc cho dân, khiến lòng tăng sĩ bâng khuâng lo lường. Tiếc thay đạo nghĩa cân, với hoàng liêm tiếp sự phân công bình, quyền cha hoàng xuất gia đình, dạy con phải phép giảng dịch từ ngày cách mặt cửu trùng, thay đời đổi cách bất tùng thánh tiên, bút lông dẹp giới dịa thế vào bút sắc cùng viên mực tròn. Lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai, nên ta thở văn than dài cuối đầu lại Phật, niệm hoài mấy câu. Dứt trần mang bộ sông nông, trong ngày chư quốc chư hầu tịnh tâm, đừng
Phật tiên. Ta bà thật cảnh ô phiền, duyên trần câu kết quan khiên, báo đền thiệu dòng sanh tử có bền được đâu. Chi bằng theo học đạo màu sớm qua khổ hay theo hầu Phật ở tiên. Tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiềng trói thân. Tính xong món nợ lần khân, thoát dòng tòa pháp thân nhẹ nhàng. Tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du võ trụ thanh nhàn biết bao. Nam mô A Di Đà Phật.